Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Phú Minh Hậu, 35 tuổi, chú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, về hành vi mua bán và tàng trữ trái chế phép chất ma túy. Trước đó, tại phòng trọ trên địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, đội Cảnh sát ma túy Công an quận đã bắt quả tang đối tượng Hậu khi đang có hành vi mua bán trái chế phép chất ma túy. Khám xét nơi trọ của Hậu, lực lượng chức năng thu giữ 7 gói ma túy đá, một dây điện, trên 7 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng ma túy. Khai nhận với cơ quan công an, hậu không giao tiếp với những người xung quanh mà chỉ bán ma túy cho những con nghiện thân quen và giao hàng ở những nơi vắng người.